Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của anh nông dân Sĩ Phố nhé. Và hôm nay thì anh nông dân sẽ gửi đến cho các bạn một cái tin mà có thể các bạn mới nghe qua các bạn không thể tin được. Đó là một chiếc điện thoại 1.000 đô la Mỹ không thể nhắn tin. Vâng, thì không phải tự nhiên có một cái câu nói như vậy. Và đó là câu chuyện của năm 1995. Chiếc điện thoại ở đây mà anh nông dân muốn nhắc tới đó là chiếc Motorola StarTAC đã ghi dấu ấn trong lịch sử theo cách táo bạo mà không một chiếc điện thoại nào trước đó có thể làm được. Quay trở lại một chút vào năm 1995 thì chiếc điện thoại nắp gập đặt trước mặt tôi như một món đồ chơi bằng nhựa đầy màu sắc, hoặc cũng có thể gọi đây là một dải cầu vồng, bắt đầu với màu nâu rồi đổ xuống xanh lam, xanh lục, lại đến vàng và chảy ra đến đỏ gạch. Thiết bị thì có một cái thẻ SIM với kích thước của một thẻ tín dụng luôn nhé, một anten mảnh khảnh có thể thu gọn vào với một cái bản lề cho phép bạn gập nó làm đôi, nhét gọn vào túi. Không ai có thể cưỡng lại sức hút của nó cả. Và đây là chiếc điện thoại Motorola StarTAC 70 phiên bản cầu vồng. Tôi đã phải mân mê nó trên tay và say sưa nhìn chiếc điện thoại này, vừa đáng yêu vừa kỳ lạ. Sản phẩm làm từ nhựa dẻo với màn hình khoảng 1.75 inch là đã từng rất nổi tiếng như iPhone ở thời hiện tại. Điều khó có thể tin khi bạn nhìn lại vào năm 2020. Chiếc điện thoại StarTAC 70 cầu vồng mà tôi trình bày ở đây là một phiên bản khá hiếm của Motorola StarTAC, là mẫu điện thoại nắp gập đầu tiên trên thế giới. Thương hiệu StarTAC đã được Motorola đăng ký từ năm 1995, nhưng mãi đến năm 1996 thì StarTAC đầu tiên mới ra mắt, và khi đó thì đã ghi dấu ấn trong lịch sử điện thoại di động. Ban đầu thì StarTAC quá nhỏ so với tiêu chuẩn thời đó, hầu hết điện thoại đều có kích cỡ từ 5 đến 7 inch. Motorola gọi đây là di động có thể đeo bên người, chỉ cần mua thêm bao da gắn ở bên hông. StarTAC đã lập tức nổi đình nổi đám luôn. Trên màn bạc và các bộ phim thời đó thì các ngôi sao đều dùng StarTAC. Sự nổi tiếng của nó cho thấy điện thoại di động sẽ trở nên phổ biến trong tương lai. Tuy nhiên, nó có giá thì không hề rẻ một tí nào. 1.000 đô la vào năm 1996, tương đương với khoảng 1.682 đô la ngày nay, khoảng 39 triệu đồng. Trong khi đó thì chỉ với khoảng 100 đô la, tức là khoảng 2.3 triệu đồng thì, hoặc ít hơn nữa thì các bạn có thể sở hữu sản phẩm của Nokia hoặc là AT&T ở thời đó. Các thiết bị di động vào năm 1995 thì là biểu tượng của giàu có và quyền lực, như kiểu là Rolls-Royce bây giờ ấy. Mỹ thì có khoảng 33,8 triệu thuê bao không dây vào cuối năm 1995, chỉ chiếm khoảng 12,4% dân số. Theo một cái chuyên gia Sheldon Hoechsler, tên khó đọc vãi, đó là thời điểm chuyển giao. Nếu chúng ta đang ở trong năm 1995, rất có thể là cái cuộc trò chuyện này đã diễn ra ở trên một chiếc điện thoại cố định. Chuyên gia nghiên cứu đi cho biết thế. Chúng ta hãy cùng ngắm lại chiếc StarTAC 70 có giá 1.000 đô la vào năm 1995. Theo ông Hoechsler đấy, vào năm 1995 thì có 3 loại điện thoại phổ biến. Một là điện thoại sách tay, thì trông nó như viên gạch, nặng đến khoảng nửa ký. Mẫu Nokia 909 sản xuất năm 1995 là một cái ví dụ tiêu biểu. Thứ hai là điện thoại túi, thì điện thoại túi thì có hộp đựng đi kèm một cái túi đeo ở bên trên vai, nặng khoảng 1.3 ký nha các bạn. Đây là loại thiết bị có thời lượng pin dài, có thể bỏ lên lưng ngựa để di chuyển trong những cái vùng nông thôn ở Mỹ, ở Việt Nam người đấy làm cách chỉ có. Thứ ba là điện thoại vận chuyển, là có thể cắm vào xe tạm thời thông qua một ổ cắm điện, thường được dùng bởi những người bán hàng hay phải đi đây đó, các doanh nhân đi đây đó thời đó. Ngoài ra thì còn có chiếc John Phone của Anh. Chiếc điện thoại này thì hoạt động thông qua mạng thu phát cục bộ 800 MHz, rẻ hơn cho di động và có thể dùng trong khoảng 40 tiếng, mất 4 tiếng để sạc lại. Nếu bị mất thì ta còn có thể vô hiệu hóa nó từ xa. Công nghệ thời đó cũng ghê đấy, giống như cái iPhone mà bị thất lạc bây giờ có thể khóa luôn, bỏ luôn, ok.
Có thể nói thì StarTAC đã mở màn cho một cái thế hệ smartphone 5G. Thì mọi chuyện đã dần thay đổi khi mà giá điện thoại di động giảm và ai cũng muốn sở hữu một chiếc. Thì sau khi StarTAC được đưa ra mắt thì lượng người dùng di động tăng vọt. Đến cuối năm 1996 thì con số thuê bao không dây ở Mỹ đã tăng lên 44 triệu, bằng khoảng 16% tổng dân số. Và cũng theo ông Robert West Schaeffer, phó chủ tịch điều hành Motorola, cho rằng thì StarTAC đã tạo ra một làn sóng tiêu dùng mới, một thiết bị mang bên người như một cái phụ kiện thời trang. Thời đó hoài lắm, cầm một cái điện thoại cũng gọi là không cần tán gái, cái tự đổ luôn này, xác định này. Đấy. Thì vậy với một chiếc điện thoại có giá 1.000 đô la thì có gì? StarTAC là một cái thiết bị mà những ai ưa tiện ích sẽ thích, vì nó kèm bao da đeo hông, hai viên pin có thể tháo rời và có thể dùng gọi điện trong 4 giờ liên tục. Thực ra với cái lượng 4 giờ liên tục này thì đến ngày nay vẫn còn có vẻ nhiều chiếc điện thoại có khi còn không được cả. Smartphone bây giờ có khi gọi 2-3 tiếng chết quá mà hết pin. Nó cũng có thể quay trở lại chiếc StarTAC thì nó cũng có cả chế độ rung cho cuộc gọi đến. Lượng pin có thể kéo dài đến 47 giờ. Đặc biệt là các nút bấm thông minh giúp sử dụng bằng một tay. Bây giờ thì smartphone thì dùng một ngày thôi. Nút bấm thì cứ phải hai tay mà chọc, chứ một tay giờ nó to quá là không chọc được bằng một tay nữa rồi. Chiếc StarTAC này thì có màn hình đen trắng của máy chỉ rộng khoảng 2 inch. Điện thoại thì lúc gặp lại thì chỉ dài khoảng 10 cm, và chưa kể chiều dài của anten. Nếu mà muốn gọi đi hay là nhận điện thì bạn chỉ cần kéo anten thêm khoảng 8 cm. Trọng lượng thì của nó thì chưa đầy 100 g. Và có thể khẳng định đây là chiếc điện thoại nhẹ và gọn nhất thế giới ở thời điểm năm 1995. Ok. Cũng theo giám đốc của Motorola thì những gì bạn nhận được là một cái thiết bị dùng để gọi điện. Nó không có dữ liệu, cũng không dùng để nhắn tin. Ok, bạn tin được không? Nó không thể nhắn tin. Nếu muốn gửi tin nhắn, bạn phải mua thêm máy nhắn tin. Thật là sành điệu, với 1.000 đô la chúng ta không thể nhắn tin. Và thực ra thì với lúc đó thì tin nhắn nó cũng chưa phát triển cho lắm. Thời đại người ta cũng chả có nhu cầu nhắn tin nhiều. Là một chiếc điện thoại nắp gập đầu tiên trên thế giới thì StarTAC đã truyền cảm hứng cho thế hệ sau này, bao gồm cả những cái Motorola Z hay là Galaxy Z Flip ngày nay. StarTAC là một cái thiết bị xuất sắc, nhưng mà nó sẽ không tồn tại nếu không có các mẫu điện thoại trước như là Motorola MicroTAC hay là DynaTAC huyền thoại. Motorola StarTAC đã ghi dấu ấn trong lịch sử theo cách táo bạo và không chiếc điện thoại nào trước đó có thể làm được. Kích thước nhỏ gọn này, tính năng tiện lợi của nó này đã khơi dậy trí tưởng tượng cho mọi người về một chiếc điện thoại di động, không chỉ cho những người giàu có và nổi tiếng mà cho cả những người bình thường như bạn và tôi. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chiếc điện thoại 1.000 đô la ở thời điểm năm 1995, một chiếc điện thoại của những cái ngôi sao Hollywood thời đó. Các bạn có thể tưởng tượng và một phần nào có thể cảm nhận được cái cuộc sống thời đó như thế nào, cuộc sống của những thế hệ 8, 9X. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.